cho hồi. Chuyện làng xóm ơi âm ba lăng, nhiều chuyện lắm ôi thật lăng nhăng. Vì thương nhau kiếp trước, gần nhau là có phước. Ôi bỏ qua chẳng sao đâu mà cái chuyện tào lao, chuyện tầm phao. Cái remote TV đâu ta? Mẹ ơi! Gì con? Mẹ! Làm gì mà lai bay mãi vậy? Mẹ! Mẹ có thấy cái áo dài trắng của con đâu không? Không. Thì áo dài của con bọn tuổi ở trong đó thôi chứ đâu. Rõ ràng là hồi sáng con có nhìn thấy. Nhưng mà bây giờ con lục lọi khắp tuổi mà không thấy đâu hết trơn á. Con nhớ lại coi con có mang đi đâu không? Trời ơi con, chứ không phải chú Lạc đâu mà không nhớ được. Gì mắc mới gì lôi ông Lạc vô đây. Thì nếu mà con không mang đi đâu thì nó ở nhà đi thôi chứ đâu. Mà vẫn không thấy nè. Thì thôi thì mặc cái áo dài khác đi. Không có được, chương trình hôm nay là phải mặc áo dài màu trắng. Mà con không biết luôn á, mẹ làm gì làm. Đổ bể xô chậu của con hôm nay là không được đâu. Sau này ai người ta dám mời con đi hát nữa. Thôi vậy nè, bây giờ nhà này á chỉ có ba người, chỉ có mẹ với con với lại chị Hương. Nếu mà mẹ không biết, con không biết, con hỏi chị Hương con. Đúng rồi ha. Chị Hương! Chị Hương ơi! Cái gì á? Cái gì mà kêu ơi ơi, chị đang làm bếp mà. Chị có thấy cái áo dài trắng của em đâu không? Cái áo dài trắng của em hả? Dạ. Ở trên phòng đúng không? Đúng rồi. À, chị thấy em để ngay cái góc bàn. Mà chị thấy hình như nó dơ. Xong rồi chị tính đem đi chị giặt. Mà chị lỡ chị ngâm chung với lại cái quần jean. Bây giờ nó không còn màu trắng nữa mà nó có cái gì. Trời, chị giết em luôn rồi. Chị xin lỗi. Con, gái sao mà hậu đậu vậy? Không biết nữa. Mới qua hả? Cho tôi ly cà phê ra. Chờ tôi chút. Sao mà thấy vẻ mệt mỏi quá vậy? Bởi vì tôi nói rồi, thôi mà. Cái gì mà làm ấy thôi, quá mức ấy không có người, thôi đóng cửa lại đi. Tự nhiên là mở chi rồi con mình làm vậy là thấy mệt mỏi, uể oải quá trời vậy. Nói rồi, ủa sao kỳ vậy ta? Mai qua nó đi rồi, nghe không? Giờ á thì nghe nói là con Thanh á là nó phụ. Mà sao không thấy nó phụ mà có mình vui vậy? Vui làm có mình ơn vậy? Thì hồi tối con Thanh nó đi hát về khuya. Tôi để cho nó ngủ thêm một chút. Mệt quá. Thôi mà, tôi nói thiệt nha, bây giờ thôi đừng có ráng nữa. Mình không phải như còn trẻ nữa. Già rồi, lớn tuổi già rồi, ráng chi? Ý ông là nói là tôi già hả? Ý vậy hả? Hả? Thì gì? Thì cũng... Ôi trời, bởi vì tôi nói ông á, ông bạn tôi mà ông biết ý của tôi. Ông lúc nào ông cũng nói những cái câu làm đau lòng một người phụ nữ đẹp hết trơn á trời à. Vui, thôi để mà tôi bỏ qua, đừng chấp nhất bạn già luôn ha. Bởi vậy, tôi thấy đâu có khác nhau gì bao nhiêu đâu. Mà người thì ăn nói dễ thương, dễ nghe, khéo léo. Người thì... thôi uống cà phê lẹ tính tiền rồi trả chỗ tôi buôn bán nghe không? Mẹ ơi! Tôi gì con? Mẹ! Gì á? Gì á? Gì vậy? Trời! Trời cái gì? Hả? Trời gì? Trơn rồi mẹ ơi! Trời cái gì? Trời đất ơi! Nói đi! Trời cái gì vậy? Trời ha! Mất hết tất cả rồi mẹ ơi! Trời cái gì? Mất hết rồi! Trời cái gì vậy? Tôi bật mẹ đỡ mẹ rồi coi! Mẹ! Mẹ sao vậy mẹ? Chú! Mẹ chú mẹ còn bị sao vậy chú? Trời ơi! Đúng rồi! Mày trái kiểu này mà nhà cửa trái, thấy không? Mà không xỉu gì là mới lạ đó. Cái này là hành động của cái người mà bị mất hết của cải, hiểu chưa? Đúng không? Rồi, trái hết trơn rồi mẹ con phải xỉu chứ sao? Nè, trái nhà, trái cửa thì tài sản rồi tiêu tan hết rồi. Nhưng mà vui ơi, tôi nói vậy nè, thôi mà kệ đó. Con à, bây giờ vậy nè, không cái chuyện trái coi như là không cái xui cái rủi đi. Bây giờ nè, của cải có thể mình làm được tiền lại được. Đúng rồi, không? Bây giờ cái quan trọng rồi nè. Con với chị con á là phải ở bên mẹ con, động viên mẹ con chứ để không á là trời ơi mẹ con này nó xỉu vậy. Mẹ của bà yếu lắm đó. Có gì là tụi con hối hận không kịp. Đúng rồi con. Mà sao lại nhà con cháy? Con mới ở nhà con ra mà.
Nhà có cháy hồi nào? Con nói nhà cháy hết rồi, cháy hết rồi, cháy không còn gì nữa. Không, ý con á là cái áo dài của con nó cháy hết trơn rồi. Trời ơi. Chị Hương á, chị ủi làm sao mà nó cháy nguyên hai cái tà áo dài luôn. Hôm bữa thì chị làm giặt đồ làm hư hết áo con, hôm nay thì làm cháy hết áo con. Không biết á là con của ai mà nên nết dễ sợ. Bà ơi, mai mốt á bà vô bà nói cho đàng hoàng giùm tôi một cái. Rồi sao con cái người ta sao mà tôi thương gì đâu mà con cái tôi sao đứa nào nó cũng hoài hết trơn trời. Cái đó người ta gọi là quan gia. Quan gia đó nghiệp đó mình phải trả đó. Bây giờ con nó lên nó đòi. Bởi vậy tôi nói ông, cái miệng ông ăn nói không có gì mà ông cứ nói hoài à. Ông xin lỗi. Thôi chuyện gia đình ta để ta tính. Gì? Ủa? Con mới lên. Đang chào chú Lạc, chào chú Năm. Mới về hả con? Mới qua nó lên được kìa. Dạ. Ủa? Con lên, gì mừng. Trời ơi, sao bữa nay con thấy gì hốc hác quá vậy? Gì ăn gì không? Con xuống con nấu cho. Hay là uống nước cam không? Con xin lỗi nha, đừng giận con. Tại con đi về có chuyện gấp quá à. Cho nên là để gì một mình vất vả. Trời ơi, thấy không? Thì con thấy thương nghe không? Thương quá trời quá đất luôn à. Con mình. Ủa? Rồi chị, sao vậy? Sao cái gì? Con cái nè, thấy chưa? Dạ. Con người ta thương không? Con mình à. Trời ơi, thấy gớm không? Thấy ngoại không? Đi ra chỗ khác đi. Làm có hết hồn cái gì à? Người quen người xa người nó sao sao khoan để cái kết thể nó sao sao căng ờ mày qua vô cái qua vô đừng quên mẹ con tên mẹ con chú quen sao tự nhiên mẹ con lại cháy rồi rồi mất tất cả nữa ủa làm sao em hỏi lại không không em đứng hỏi lại thì anh đi luôn rồi.